Chào bạn, trên tay mình đang là chiếc Xiaomi Mi 10S và đây là một sản phẩm được bán tại thị trường nội địa Trung Quốc. Do đó, nó chỉ có ngôn ngữ chính là tiếng Anh và tiếng Trung thôi bạn. Đây mình sẽ mở cho bạn xem nè. Và ngoài ra thì nó sẽ còn có một số cái phần mềm và một số cái cấu hình của nó thiết kế phù hợp với người dùng tại thị trường Trung Quốc. Do đó, nếu mà các bạn không quen sử dụng á, thì nó sẽ rất là khó. Tuy nhiên, rất là may mắn là Xiaomi họ sẵn sàng cho các bạn cập nhật cái ROM để mình có thể sử dụng như là một phiên bản quốc tế luôn, với điều kiện là cái máy này nó phải có phiên bản quốc tế. Và tuy nhiên rất may mắn là cái chiếc Xiaomi Mi 11 này nó đã được hỗ trợ cái phiên bản ROM quốc tế và ROM này dành cho thị trường châu Âu. Video clip này mình sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết cách thực hiện từng bước để mình có thể up ROM quốc tế cho cái chiếc Xiaomi Mi 11 này nha. Nào, chúng ta cũng bắt đầu thôi. Về nguyên tắc thì có hai cái bước để mình up ROM. Tức là đầu tiên các bạn phải xin cái quyền unlock. Unlock đây là lock cái bootloader bạn. Cái bootloader là cái phần khởi động của cái thiết bị á. Các bạn mở khóa cái phần này xong thì các bạn mới có thể tiến hành up ROM được. Tức là mình sẽ có hai bước, một bước là unlock bootloader và bước thứ hai là tải ROM về up lên. Cái quá trình unlock bootloader đó thì nó sẽ mất thời gian đâu đó là khoảng 300 mấy chục giờ gì đó. Thì mình tính bình quân là khoảng 7 ngày. Tức là các bạn xin cái quyền unlock xong, các bạn chờ đúng 7 ngày sau là các bạn có thể mở khóa được, và lúc đó các bạn có thể vô tư cài các ROM quốc tế vào đây. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách xin quyền unlock. Đầu tiên thì các bạn phải có một cái SIM điện thoại, và cái SIM này nó phải hỗ trợ kết nối 4G nha các bạn, hoặc là 3G cũng được. Sau đó các bạn gắn SIM vào máy. Đây, bây giờ mình sẽ gắn cái SIM vào máy. Sau đó các bạn chờ cho máy nó nhận SIM nha. Đây, nó đang nhận SIM đó các bạn. Và mình sẽ xem thử. Nó tự động bật kết nối 4G luôn. Tuy nhiên các bạn khoan hãy tắt kết nối wifi, tại mình sẽ còn sử dụng tiếp nữa. Đây, nó đã nhận SIM các bạn. Tiếp theo các bạn vào cái phần setting nè. Sau đó các bạn tìm cái phần My Device, các bạn nhấn vào. Rồi tiếp theo các bạn tìm cái mục On Speed các bạn. Rồi mình sẽ tìm đến cái phần là MIUI và Song nè. Các bạn nhấn vào đây khoảng 7-8 lần, lúc này sẽ báo là You are now a developer nè. Cái thao tác này để mình bật cái tùy chọn là developer. Tiếp theo các bạn quay trở ra, mình sẽ tìm cái mục là additional setting nữa các bạn, nhấn vào đây. Sau đó các bạn kéo xuống, các bạn tìm cái mục là developer option nè. Đó, lúc này mình sẽ được đi đến cái khu vực dành cho nhà phát triển. Các bạn chọn tiếp cái mục là me unlock status nè, các bạn nhấn vào đây. Sau đó các bạn nhấn nút add account and device. Lúc này các bạn phải đăng ký một cái tài khoản bằng cách là sử dụng chính luôn cái số điện thoại này nè. Các bạn đăng ký. Và đây, sau khi mình đã đăng ký xong, mình sẽ tiến hành đăng nhập. Lúc này nó sẽ đăng nhập vào tài khoản của các bạn nè. Các bạn nên tắt những cái này đi, nó đỡ phiền phức. Rồi. Lúc này các bạn đã đăng nhập thành công vào cái tài khoản Xiaomi của mình rồi đó. Bây giờ mình sẽ quay trở ra. Lúc này các bạn tắt kết nối wifi đi, chỉ giữ lại kết nối 4G thôi. Và các bạn nên kiểm tra cái trạng thái xem nó có kết nối như nha. Đây, đang là kết nối 4G nha các bạn. Đó, lúc này các bạn nhấn vào cái mục cái nút nè, Add Account and Device lần nữa nè. Đó, lúc này nó sẽ hiện thông báo Referring to gì đó. Các bạn chờ tí xíu. Các bạn phải chờ tí xíu để cho nó xử lý thông tin. Và khi xử lý xong nó sẽ có thông báo cho các bạn để các bạn biết coi là mình có được unlock hay là không. Tức là nếu mà cái SIM của các bạn mà sử dụng nhiều lần quá, đã từng sử dụng cho các máy khác á, thì có thể là nó sẽ giới hạn thời gian, thường một SIM mình thấy là 1 tháng á. Còn nếu mà một SIM mới hoàn toàn á, thì nó rất là nhanh. Các bạn chờ tí xíu nha. Rồi, như vậy là xong rồi các bạn. Nó vừa báo là mình đã thành công rồi đó, tức là mình đã xin cái quyền unlock thành công. Bây giờ trong thời gian mà chờ đợi á, tức là khoảng 7 ngày, thì các bạn không được tiến hành cập nhật ứng dụng các bạn. Do đó để chắc ăn á, thì mình nên tắt tính năng cập nhật tự động đi. Tại vì khi mà các bạn tải cái bản cập nhật mới, các bạn cập nhật vào á, thì nó sẽ bị mất cái quyền unlock á. Các bạn phải xin lại, phải mất thêm 7 ngày nữa. Do đó tốt nhất nè, các bạn như mình tắt hết đi. Rồi, bây giờ mình chỉ việc chờ 7 ngày sau, mình sẽ làm tiếp cái clip hướng dẫn các bạn unlock bootloader nha. Xin chào các bạn. Hôm nay là đã đủ 7 ngày đó các bạn. Và cái thời gian unlock của mình đã đủ. Mà trước khi unlock á, thì các bạn cần phải lưu ý.
là các bạn nên lắp cái SIM mà mình đã đăng ký tài khoản Xiaomi trên cái điện thoại này trước đó nha, để nó thuận lợi trong cái quá trình mình thao tác. Tiếp theo các bạn vào cái phần setting nè, sau đó các bạn kéo xuống, các bạn tìm cái mục là Edition setting nè, rồi mình tìm cái mục là Develop option nè, rồi các bạn bật cho mình cái tùy chọn này nè, nè OM unlocking này nha. Nếu mà nó bật sẵn rồi thôi, còn nó chưa bật á, thì các bạn phải bật nó lên, bật nó lên để mình có thể làm mở cái bootloader mới được. Rồi lúc này các bạn sẽ thao tác với cái điện thoại này trên máy tính. Rồi để unlock bootloader, đầu tiên các bạn phải kết nối điện thoại với máy tính qua cáp nha. Mình kết nối đây, đó là nhận kết nối đó các bạn. Lúc này trên máy tính đó, thì các bạn sẽ mở cái phần mềm là Mi Plus Unlock nha. Cái link tải phần mềm mình cũng ghi bên dưới video clip luôn, các bạn nào cần thì có thể nhấn vào để tải. Tiếp theo thì các bạn sẽ nhấn nút Agree để đồng ý nè. Rồi lúc này mình sẽ nhấn cái đăng nhập bằng QR code nha các bạn, nó là có scan QR code nè, các bạn nhấn vào đây. Sau đó trên điện thoại nè, các bạn vào phần setting nè, rồi các bạn nhấn vào cái tài khoản của mình nè, rồi các bạn nhấn vào cái biểu tượng QR code đây nè. Đó, lúc này nó sẽ mở camera lên. Rồi mình sẽ quay cho mà xem. Các bạn hướng nó về màn hình máy tính, rồi các bạn cho nó quét. Ok, như vậy là xong các bạn. Các bạn nhấn sign in để bắt đầu đăng nhập. Lúc này thì trên máy tính của mình nó sẽ có cái thông tin đăng nhập. Rồi tiếp theo thì các bạn nhấn giữ cùng lúc hai cái phím nha, là phím giảm âm lượng và phím nguồn nè, nhấn giữ cùng lúc luôn. Cái thao tác này nó sẽ giúp các bạn vào cái chế độ fast boot. Các bạn chờ tí xíu nè, nó sau khi nó tắt nguồn xong thì các bạn buông cái nút nguồn ra, các bạn vẫn giữ phím giảm âm lượng nha. Đó, lúc này các bạn sẽ được đưa vào cái chế độ gọi là fast boot. Thì mình sẽ nhấn unlock để mình bắt đầu mở khóa bootloader. Mình chờ 5 giây. Rồi tiếp tục, vẫn phải chờ 5 giây nữa. Rồi unlock anyway, rồi các bạn chờ thôi. Đó, lúc này điện thoại mình sẽ tự khởi động lại nha các bạn. Và nó sẽ báo là unlock it succeed nè, tức là mình đã thành công rồi đó. Rồi như vậy thì các bạn vừa unlock bootloader xong thì các bạn vào cái trang web này, đây là cái trang web có địa chỉ là mifin.net nè, để mình tải cái ROM về cho cái Mi 10S. Các bạn vào đây các bạn gõ Mi 10S thì nó sẽ tự động, nó sẽ hiển thị thông tin đó bạn. Các bạn chờ tí xíu, do mạng nó hơi yếu đây. Mi 10S các bạn nhấn vào đây, sau đó các bạn kéo xuống, các bạn sẽ thấy cái thông tin, ví dụ đây là China nè, tức là cái ROM nội địa của Trung Quốc hiện đang có 4 phiên bản và nó không có phiên bản global của các bạn. Global là ROM quốc tế đó, ROM cho thị trường Việt Nam hay là các thị trường khác đó. Còn ROM EU là ROM cho thị trường châu Âu, thì nó đang có cái EU nè, và phiên bản của nó là 12.2 nè. Thì các bạn nhấn vào nút download, rồi các bạn làm theo hướng dẫn thôi. Các bạn tải cái ROM về máy, vậy là xong. Đây mình có tải thử một cái ROM về máy nè các bạn. Đây cái ROM của mình nè. Đó, cái bản ROM của mình sau khi mình tải xong nó có dạng như đang bằng. Bây giờ mình sẽ giải nén nó ra. Đó, các bạn cứ chuột phải chọn extract here nè, để mình xem nó extract here đúng không. Rồi các bạn bấm chuột phải, các bạn chọn extract to, rồi cái tên của tập tin, để nó sẽ giải nén vào một cái thư mục nó mang đúng cái tên này luôn. Nếu không các bạn giải nén extract here là nó sẽ ra đầy cái ổ đĩa này luôn, đầy cái màn hình luôn nè, các bạn phải tốn công dọn dẹp nữa. Rồi đây mình sẽ mở vào luôn nè, cái tập tin này các bạn thấy không. Rồi mình chờ trong giây lát thôi. Các bạn lưu ý là sau khi unlock xong á thì điện thoại mình sẽ bị xóa sạch dữ liệu cho các bạn, do đó trước đó các bạn nên backup dữ liệu. Các bạn phải vào cái thằng thiết lập nè để mình cài lại. Tuy nhiên mình sẽ cài ROM, do đó mình không có quan tâm tới phần thiết lập nữa, mình sẽ để nguyên vậy nha các bạn. Sau khi các bạn giải nén xong á thì các bạn đổi tên cái thư mục này đi cho dễ nhớ, ví dụ các bạn gõ là Mi 10 thôi hết cho nó ngắn gọn dễ nhớ. Sau đó các bạn
copy nó vào cái ổ C luôn các bạn. Phải copy vào ổ C nha. Rồi các bạn chờ nó copy xong đi. Thì trên điện thoại nào, mình sẽ đi vào cái chế độ fast boot lại các bạn bằng cách là nhấn giữ phím giảm âm lượng và phím nguồn cùng lúc nè. Rồi cứ chờ cho nó tắt nguồn hoàn toàn. Tiếp đó mình nhả phím nguồn ra, mình vẫn giữ phím giảm âm lượng nha các bạn. Đó. Các bạn sẽ vào lại chế độ fast boot nè. Rồi, lúc này mình từ cái thư mục MIUI OS nè. Các bạn chạy cái chế độ Windows Fastboot First Installation nè. Các bạn chọn Run Ignition nha, cho nó có cái quyền quản trị. Ở đây các bạn nhấn Y nè. Đó, rồi mình chờ thôi. Cái quá trình này nó sẽ diễn ra cũng mất khá nhiều thời gian các bạn. Các bạn phải để nguyên chờ đợi. Và để đảm bảo an toàn thì các bạn nên sử dụng laptop có pin để phòng ngừa tình huống nó mất điện đột ngột nha bạn. Nếu mà nó mất điện trong quá trình mở Chrome á là nó sẽ bị rít cái máy, có thể cái máy mình sẽ hỏng luôn. Rồi tiếp tục chờ thôi các bạn. Rồi quá trình Chrome đang chuẩn bị hoàn tất finish rồi đó các bạn. Tổng thời gian là 125.000 mấy trăm giây đó. Rồi các bạn chờ tí xíu nha, phải chờ nó kết thúc nha các bạn. Đó, lúc này điện thoại các bạn sẽ tự khởi động lại nè. Đây là một cái điểm mới mà mình thấy trên cái Xiaomi. Ngày xưa Xiaomi các bạn up room châu Âu á thì các bạn phải cài cái phần mềm gọi là cái phần mềm hỗ trợ boot á, nó có tên gọi là TWRP. Nó giống như là một cái phần mềm mà nó thay thế cho cái boot loader vậy đó. Nó sẽ điều hành cái hệ điều hành và nó điều hành cái phần khởi động của điện thoại á. Tuy nhiên thì đối với cái RUMU sau này thì các bạn không cần, các bạn cài trực tiếp luôn, nó sẽ sử dụng chính cái bootloader làm bootloader chính luôn, chứ nó không phải qua cái trung gian TWRP nữa. Đây là một cái điểm mới mà mình rất thích, tại vì bản thân cái TWRP mình thấy nó phát sinh nhiều lỗi vặt lắm. Rồi các bạn chỉ việc chờ điện thoại khởi động lại là hoàn tất. Rồi như vậy là mình đã vừa cài đặt xong cái phiên bản RUM dành cho thị trường châu Âu cho cái chiếc Xiaomi Mi 10S. Và đây bây giờ nó đã khởi động vào cái phần thiết lập đó các bạn. Và các bạn thấy chưa, lúc này ra có tiếng Việt nè các bạn. Bên cạnh tiếng Việt thì nó còn có tiếng Anh, tiếng Pháp, vân vân. Nói chung rất là nhiều ngôn ngữ. Một cái lưới quan trọng á, để cho cái quá trình uproom diễn ra thành công á, thì các bạn nên đáp ứng đầy đủ các yêu cầu sau. Thứ nhất á, phải là Windows 10 phiên bản 64-bit các bạn. Tiếp đó là nếu mà đang cài đặt các chương trình diệt virus á, thì các bạn nên tắt nó đi. Cover Sky hay là Windows Defender đó, các bạn nên tắt nó đi để đảm bảo an toàn. Tại vì trong quá trình mình cài đặt á, chỉ cần một tập tin bị xóa thôi là nó sẽ không cài đặt thành công và nó sẽ làm rít máy á. Lúc đó là các bạn phải tốn tiền đi ra tiệm để người ta phục hồi. Nếu mà cơ may phục hồi được, còn không phục hồi được á, thì rất có thể là nó sẽ bị hư máy luôn, hư đi. Rồi, mình sẽ tiếp tục hoàn thành các bước thiết lập để xem bên trong nó như thế nào nha các bạn. Rồi bỏ qua luôn. Mình thì thích cái kiểu cổ điển này bạn, cổ điển đi. Rồi cái chế độ màn hình tràng cảnh đi, nó sẽ đẹp hơn các bạn. Nó sẽ giấu các phím Android này nè. Rồi mình sẽ tìm hiểu. Rồi vuốt lên, mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng nè. Đó, tuyệt vời. Rồi tuyệt vời, kéo qua đây, tuyệt vời. Ok, hoàn tất, cài đặt hoàn tất. Và đây là các bạn, đây là chiếc Xiaomi Mi 10S sau khi mình đã cài đặt thành công cái phiên bản RUM quốc tế dành cho thị trường châu Âu. Mà thấy không, hình ảnh rồi nó rất là đẹp, nó bớt những cái ứng dụng gác hay còn gọi là blockware. Bây giờ mình sẽ cùng khám phá một vài cái chi tiết của cái bản RUM này nha các bạn. Đầu tiên là ở phần thông báo nè. Đối với cái phiên bản MIUI 12 á, thì các bạn sẽ có hai phần. Đây là cái gọi là cái thanh thông báo các bạn. Nó sẽ có những cái nút bấm nè. Còn đây là cái trạng thái thông báo nè. Đó. Phần mềm hay là những tin nhắn hay là cuộc gọi nhỡ nó sẽ thông báo ở đây. Mình sẽ có hai phần riêng biệt, phần bên trái và phần bên phải.
Tiếp theo thì mình sẽ vào cái phần cài đặt nha. Đó, cái phần cài đặt của thiết bị nè các bạn. Và đây mình sẽ xem cái thông tin là thiết bị của tôi nè. Đó. Thì thiết bị của mình nó đang chạy cái phiên bản MIUI 12. Đây, do mình chưa có nó internet thì nó chưa có cập nhật. Rồi, tất cả các thông số nhấn vào đây. RAM 8GB, bộ vi xử lý là 8 nhân. Rồi phiên bản Android là 11 luôn nha các bạn. Rất là rồi, như vậy là mình đã vừa hướng dẫn các bạn các bước để up room quốc tế cho điện thoại di động Xiaomi nội địa. Rồi, trong quá trình thực hiện các bạn có những thắc mắc nào thì các bạn có thể comment bên dưới video clip này, mình sẽ hướng dẫn các bạn. Hoặc các bạn vào cái trang fanpage đó, cái fanpage mình cũng có ghi trên phần mô tả video luôn đó. Các bạn vào đó các bạn gửi thắc mắc đi, mình cũng sẽ trả lời các bạn luôn. Rồi, video clip của mình đến đây sẽ được kết thúc. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong các video clip tiếp theo.